Anh chị em chúng ta thường nghĩ về thuật toán đề xuất như một cái gì đó rất là cao siêu và vĩ mô, thậm chí nhiều khi là bí ẩn và mơ hồ. Trên thực tế thì máy học đánh giá cái video của chúng ta thông qua hai tín hiệu chính. Tín hiệu thứ nhất là khán giả có xem video của bạn hay không, và thứ hai là xem video đó được bao lâu. Video này sẽ chia sẻ một số mẹo để giải quyết cả hai câu hỏi này và áp dụng vào những đặc trưng của video ngắn. Đối với video ngắn, khán giả gạt lên liên tục. Chúng video nào thì họ xem video đó. Họ không được phép lựa chọn bằng thumbnail như trên các trình phát bình thường của YouTube. Chỉ trong vòng 3 giây, khán giả sẽ ra quyết định. Một là nếu hay thì họ sẽ xem tiếp. Còn hai, nếu mà cảm thấy không ưng ý thì cho dù cái phần sau của video có hấp dẫn đến mức nào thì họ cũng không xem, họ sẽ tiếp tục gạt lên và coi như là gạt bay luôn cả giấc mơ YouTube của anh em chúng ta. Vậy nên anh chị em hãy chú ý edit thật kỹ cho 3 giây đầu tiên của video, thậm chí là chúng ta phải để ý xem cái khung hình đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên mà khán giả nhìn thấy trong video của chúng ta là gì. Hãy coi như cái phần đầu tiên của video này chính là thumbnail của clip. YouTube Short cũng y chang như TikTok. Khi khán giả xem xong một clip, nếu họ không tiếp tục gạt lên thì trình phát sẽ phát lại từ đầu cái video mà họ đang xem. Vì vậy mà có một mẹo nhỏ để hack thời gian xem bằng cách thiết kế cái kịch bản của mình làm sao cho phần đầu của clip và phần cuối của clip giống hệt nhau. Thanks, Deborah Ann. Watermelon. Come get your watermelon here. Thanks, Deborah Ann. Watermelon. Come get your watermelon. Jimmy, can I get a whack? Khi khán giả xem hết clip, nếu chúng ta khéo léo một chút, mình cho khớp cái khung hình cuối cùng giống với cái khung hình đầu tiên, thì nhiều khi khán giả sẽ xem đi xem lại clip của mình mà không biết. Anh chị em đã hiểu rồi đúng không? Nếu mà bạn thích cái phong cách video của Jack King như trong clip vừa rồi, chắc chắn bạn sẽ rất thích cái clip này. Hẹn gặp lại anh chị em trong một video lần sau.